chốt cái phiên livestream ngày hôm qua của nhà Quỳnh Leo Daily là 75 tỷ nha mọi người, tính cái tỷ lệ hoàn đơn bút này kia hủy này kia còn khoảng chừng 50% doanh thu thôi là còn khoảng 30 mấy tỷ, và KOC được chia được khoảng 10% hoa hồng thôi là kiếm hơn 3 tỷ trong một phiên livestream nha mọi người. Và sau một phiên livestream của KOC có thể là mua nhà mua xe này kia là có thật nha, và mô hình affiliate này là sự là rất là kinh khủng. Và câu hỏi đặt ra là tại sao sau mỗi cái phiên livestream khủng như vậy thì nhà Quyền Leo Daily lại xóa những video update doanh thu trên kênh của mình. Mọi người vào kênh của nhà Quyền Leo Daily, bây giờ những video update doanh thu này kia nó đã bị xóa hết rồi nha. Có nhiều người đặt giả thiết là đăng như vậy là giữ lại là sợ bị soi, nhưng mà đang nghĩ không phải là lý do này đâu. Tại vì khi mình đăng lên là tất cả những cái trang mạng xã hội, những cái trang báo lớn họ đều update cái này rồi, cho nên là cái việc xóa đi mà sợ bị soi này kia thì nó nghĩ là nó không phải lý do này. Và một số lý do khác nó thuyết phục hơn là đang nghĩ nó sẽ là sẽ ảnh hưởng đến kênh, tại vì mọi người biết là đăng những video update doanh số như vậy là nó có thể là tính spam kênh và ảnh hưởng đến kênh. Và cái tiếp theo là những video mà đăng update doanh số kiểu như vậy là thì nó không cùng chủ đề với kênh. Mọi người biết là kênh của chị Bình Daily là kênh chia sẻ về vlog gia đình, cho nên là để những video này nó chỉ có lợi ích trong khi chúng ta livestream để kéo cho phép lại thôi, còn sau khi mà kết thúc livestream nó không cùng chủ đề với kênh, cho nên là nghĩ là xóa là hợp lý rồi để tránh ảnh hưởng đến kênh của mình. Và mọi người nghĩ gì về một cái phiên livestream doanh thu kinh khủng nhất top tính tới thời điểm hiện tại thì mọi người để lại ý kiến để chúng ta giao lưu với nhau nha. Và đang có một nhóm Zalo chuyên chia sẻ cho mọi người những cái mã hàng hot, những cái sản phẩm win để cho mọi người làm affiliate và những công thức làm affiliate hiệu quả, và cập nhật cho mọi người những cái thông tin mới nhất về affiliate. Những anh chị nào muốn vào thì đang để cái link nhóm ở cái comment đầu tiên của video này nha.